Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón mini cho nam xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón nè Họa tiết móc trên thân nón là những cái họa tiết dạ đen ha Mẫu này thì nếu thích các bạn cũng có thể thay đổi màu áp dụng cho cả nữ cũng được Hoặc mình cũng có thể tăng giảm size cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Đối với nữ thì ở trên đỉnh nón các bạn cũng có thể gắn cho mình thêm một cục bông ha Giúp cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn ở đây mình sẽ sử dụng họa tiết móc giả đen để tạo ra cái họa tiết trên thân nón nè. Do mình sử dụng màu đen nó sẽ hơi khó thấy mũi móc một tí nên đoạn đầu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc bằng cái màu len khác ha. Ở đây mình sẽ sử dụng len miêu cốt 125g. Kim móc thì dùng kim 4.0mm giúp cho phần thân nón của mình được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kim khâu len, kim đánh dấu, thước dây để đo size và kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Các bạn cần xác định cho mình chiều cao của toàn bộ phần thân nón Chiều cao này sẽ từ đỉnh đầu cho đến qua tai ha Che tai nè những bạn nào mà muốn cho cái phần miệng của nó khi mà mình đội vào á nó gập lên một đoạn nữa thì các bạn có thể cộng thêm cho mình khoảng tầm 5 cho đến 7 cm nữa ha. Đối với size này á mình sẽ móc cho người lớn với vòng đầu tầm khoảng 58 đến 60 cm. Mình sẽ móc lên tổng cộng là 80 mũi móc xích ha. Lưu ý khi các bạn móc mũi móc xích á mình nhớ móc lỏng tay một tí chứ đừng có móc vá chật tay nhé. Khi móc lỏng tay nè. Mình sẽ kéo cái sợi len dài lên một tí nè, sau đó mình kéo len qua cái đường móc này thì khi mà mình móc thêm các cái hàng móc nó sẽ không có bị xoắn ở cái điểm đầu tiên ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái độ dài của đoạn xích nè Sẽ có chiều cao từ đỉnh đầu đến qua tai Hoặc là những bạn nào mà muốn cái phần miệng nó khi mà mình đội vào nó gập lên thêm một đoạn nữa Thì có thể cộng thêm cho mình cái số cm tùy thuộc vào cái size mà các bạn có thể canh chỉnh cho mình cho nó phù hợp ha Thì khi đã có được cái đoạn xích này rồi bây giờ mình sẽ móc lên họa tiết nè Móc lên một bụi móc xích Sau đó cái đoạn xích mà mình gây nên đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép ha ta sẽ móc mỗi chân là một mũi nửa kép các bạn móc cho mình cho đến cuối chưa cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 chân móc cuối cùng ha mỗi chân ta cứ móc một mũi nửa kép khi móc cho mình cái mũi nửa kép đầu tiên á để không bị lạc mũi có thể dùng kim đánh dấu cho mình vào chân của mũi nửa kép đầu tiên nhé sau đó tiếp tục làm tương tự cho đến gần cuối hàng Ở đây mình sẽ chưa ra tổng cộng là bốn chân móc cuối cùng. Ở bốn cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ hạ cái độ cao của mũi móc. Ở cái chân móc thứ tư này của bốn cái mũi đó các bạn sẽ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn để hạ chiều cao của mũi móc. Còn lại ba chân móc cuối cùng thì mỗi chân mình sẽ móc mũi dời ha. Lưu ý mũi dời khi các bạn móc nhớ móc lỏng tay ra một xíu nè. Mũi dời đầu tiên nè, lỏng tay ra nhé. Mũi dời thứ hai và mũi dời thứ ba ở chân cuối cùng ta sẽ hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên ở bên trên đỉnh nón nè nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại ha móc lên một mũi móc xích khi các bạn móc lên một mũi móc xích đó mình nhớ kéo dài sợi len lên sau đó nghiêng về hướng tay mình cầm kim móc guốc lại để cho cái mũi xích cuối cùng của mình nè là cái mũi mà mình lên hàng tiếp theo á nó nhỏ lại sau đó kéo sát cái đầu kim lại ha và quay ngược đầu móc thì lúc này để ý cho mình mình có 3 chân mũi dời, một chân mũi đơn và các chân của mũi nửa kép. Để ý cho mình ở mỗi chân nó sẽ có hai đường móc. Theo chiều mình đang móc ha thì một đường móc nằm bên dưới nè và một đường móc nằm ở bên trên. Tất cả các cái mũi móc của cái hàng móc tiếp theo này mình sẽ đâm kim vào cái đường nằm ở bên dưới theo chiều mình đang móc nha. Thì ba cái mũi dời ở ba chân đầu tiên, các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nè. Đây là cái chân đầu tiên ha. Đây, đâm kim vào đường nằm bên dưới, móc vào đây một mũi dời. Nhớ mũi dời móc lỏng tay ra một xíu. Có thể dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân của cái mũi đầu tiên. Sau đó kế tiếp hai chân kế tiếp cũng là hai chân của cái mũi dời ha. Các bạn cũng lần lượt móc cho mình hai mũi dời vào hai chân đó. Cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới nè, mũi dời thứ hai nè tiếp tục mũi dời thứ ba vào chân thứ ba khi có được ba mũi dời rồi chân móc kế tiếp là chân của mũi móc đơn ha thì các bạn cũng đâm vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc luôn chân đó mình sẽ móc một mũi móc đơn và cái mũi móc đơn này khi móc nè các bạn nhớ kéo cho mình cái đường thứ hai á đây đâm kim nè kéo lên lúc này khi kéo lên mình kéo cho cái đường thừa mà mình kéo qua nó dài lên một tí sau đó kéo qua hai đường trên kim thì các bạn để ý cái mũi đơn mà mình vừa móc nè cái mũi đơn mà mình vừa móc nó sẽ có một cái đường thẳng đây một cái đường thẳng mà mình vừa kéo lên qua ha thì lúc này mình sẽ đâm kim vào cái đường đó đồng thời đâm kim vào chân của cái mũi nửa kép kế bên cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới luôn kéo lên qua cái đường của mũi nửa kép đó. Khi kéo lên thì nhớ kéo cho cái đường mà mình vừa kéo nó dài lên một tí. Sau đó kéo lên qua hết ba đường trên kim. Cái mũi giả dạ đan này các bạn cũng để ý cho mình nè. Mình có ba cái đường, ba cái đường thẳng như thế này. Đường thứ nhất nè, đường thứ hai và đường thứ ba thì các bạn để ý cái đường thứ ba ha. Mình sẽ đâm kim vào cái đường thứ ba nè. Đây, đâm kim vào đường thứ ba. Sau đó đâm kim vào chân kế tiếp. Cũng đâm vào đường nằm bên dưới. Kéo len qua. Lúc này khi kéo len qua thì kéo dài cái sợi len lên một tí. Sau đó kéo len qua hết ba đường trên kim. Đây, đường thứ ba này nha, nhớ để ý cho mình cái đường thứ ba ha. Kéo qua ba đường nè. Ta có được mũi giả dạ đen thứ hai ha sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối đây cái đường thứ ba nè sau đó vào chân kế tiếp kéo len qua nhớ khi kéo len thì kéo dài cái sợi len lên một tí ha để mình dễ đâm kim hơn kéo qua ba đường trên kim tiếp tục nè vào cái đường thứ ba đó chân kế tiếp kéo len kéo dài cái sợi len lên một tí kéo qua ba đường trên kim và làm tương tự cho đến hết sau khi móc cho mình được các cái mũi giả đen cho đến chân cuối cùng là cái chân mà mình đánh dấu nè thì đối với cái chân cuối cùng này các bạn sẽ không móc mũi giả đen ha mà mình sẽ tháo kim đánh dấu ra đối với cái chân này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường nằm bên dưới nữa mình sẽ móc vào cái chân cuối cùng đó một mũi nửa kép vào luôn chân móc nha như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ hai tiếp tục đến hàng móc thứ ba thì móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại theo cái chiều mình đang móc là mình đang móc từ phần dưới của cái phần miệng nón lên đỉnh nón nè thì chân đầu tiên mình sẽ móc luôn vào chân móc một mũi nửa kép khi móc lên một xích rồi ha móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép cái mũi nửa kép này khi mà mình kéo len cũng kéo cho mình cho cái mũi nó dài lên một tí nè thì ở đây mình cũng có được một mũi nửa kép đầu tiên ha đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đầu tiên từ chân thứ hai thì mình sẽ móc mũi giả đen ở mũi nửa kép nó cũng có ba đường ha đường thứ nhất nè đường thứ hai và đường thứ ba mình cũng để ý cái đường thứ ba ha Ta làm lần lượt tương tự giống như các cái mũi giả đen và cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nha. Đây, vào đường thứ ba nè. Sau đó đâm kim vào chân kế tiếp, cũng đâm vào đường nằm bên dưới. Kéo lên qua cái chân móc này. Kéo dài sẽ len lên một tí ha, kéo qua ba đường trên kim. Ta sẽ có được mũi giả đen nè. Tiếp tục đâm kim vào đường thứ ba và đâm kim vào chân kế tiếp của cái hàng móc này cũng đâm vào đường nằm bên dưới ha kéo len qua kéo dài sau đó kéo qua ba đường trên kim các bạn sẽ làm tương tự cho mình chừa ra bốn chân cuối cùng ha tức là ba chân mũi dời và một chân mũi đơn sau khi đã móc cho mình được các cái mũi giả đen còn lại bốn chân cuối cùng thì bốn cái chân cuối cùng đó chân kế cuối sẽ là cái chân của mũi móc đơn. Ba chân cuối cùng là ba chân của mũi dời ha. Thì các bạn cũng lần lượt móc cho mình tương tự, chân của mũi móc đơn thì mình sẽ móc mũi móc đơn để mình hạ cái độ cao của mũi móc. Cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới ha. Đến ba chân của ba cái mũi dời này thì mình cũng lần lượt mỗi chân làm một mũi dời. Khi mình móc cái mũi dời móc lỏng tay ra thì lúc này mình đâm kim nó sẽ dễ dàng hơn nè. mũi dời thứ ba sẽ là cái chân mà mình đánh dấu ha đối với mũi dời thứ ba các bạn có thể đâm kim cho mình vào đường nằm bên dưới cũng được hoặc là mình cũng có thể đâm kim luôn vào cái chân của mũi dời này cũng được ha ở đây mình sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên dưới để tiện hơn nè để dễ đâm kim hơn ha móc vào đây mũi dời cuối cùng ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ ba ha đến hàng móc kế tiếp thì móc lên một bộ móc xích khi móc lên một mũi móc xích thì nhớ gút lại cho cái mũi của mình nó nhỏ lại. Sau đó kéo sát lại với đầu kim và lần lượt móc tương tự cho mình giống như hàng thứ hai. Tức là ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi dời. Mũi dời đầu tiên nè. Nhớ đánh dấu vào cái chân đầu tiên ha. Tiếp tục mũi dời thứ hai. Mũi dời thứ ba vào chân thứ ba cũng đâm vào đường nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nha khi có được ba mũi dời vào ba chân rồi chân kế tiếp là chân của mũi đơn nè cũng móc về cái chân đó một mũi móc đơn và mũi móc đơn khi mình kéo lên nhớ kéo dài cái đường móc lên một tí sau đó kéo qua hai đường trên kim ở chân mũi đơn này mình cũng đâm kim vào cái đường thứ hai mình sẽ móc các cái mũi giả đen ha và đường thứ hai nè sau đó đâm kim vào chân kế tiếp kéo lên khi kéo lên thì nhớ kéo dài cái đường móc một tí kéo qua ba đường trên kim ta được mũi giả len ha các bạn sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối hàng đến cuối thì chân của cái mũi nửa kép cuối cùng này mình sẽ móc luôn vào chân móc sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa tiếp tục xác định cho mình cái số đo vòng đầu ở sai các bạn cần móc là bao nhiêu thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả ha mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái phần thân nón. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này khi mà mình gặp đôi cái bề ngang này lại, nó sẽ có được một cái độ rộng xấp xỉ bằng với lại cái số đo vòng đầu. Do mình sử dụng kim 4.0mm, móc thì cái phần thân nón của mình á, khi mà mình móc lên nó sẽ được mềm mại hơn, nó sẽ có độ co giãn ha. Đây là họa tiết trên thân nón nè, có những cái mũi giả đen như thế này, thì khi mình đã hoàn tất được cái bề ngang gặp đôi lại rồi nè Bây giờ mình sẽ nối lại ha Khi kết thúc thì các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài Dài để mình có thể khâu lại hai bên với nhau ha Sau đó xỏ sợi len vào trong kim khâu Mình sẽ gặp hai mép lại một mép sẽ là hàng xích đầu tiên mà mình gây nên, còn một mép là cái hàng mà mình đang móc thì cái mép này nó sẽ có những cái chân của mũi móc xích mà mình gây nên đầu tiên còn bên này ha các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân của cái mũi móc tương đương đối với cái hàng mà mình đang móc thì mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới nha mình sẽ khâu hai cái chân móc song song với nhau và tương ứng với nhau lại mình sẽ khâu theo một chiều ha đâm kim vào cái hàng móc mà mình đang móc và cái chân móc xích nè khâu lại sau đó tiếp tục đưa kim về vị trí ban đầu cũng đâm kim vào hai chân móc tương ứng và khâu cho đến hết Khi khâu hoàn tất thì mình sẽ ra được một form nón có độ co giãn như thế này. Hàng mũi dơi bên trên sẽ là cái phần đỉnh nón nè. Thân dưới ha. Khi mà mình đội vào có thể gập lên một tí để cho cái phần thân nón của mình đội vào được ấm áp hơn ha. Bây giờ mình sẽ bo nhỏ lại cho cái phần đỉnh nón nè. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút để ý ở cái hàng mà mình tạo mũi giả đen nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào những cái chân móc kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích để có thể phân biệt được cái chân móc mà mình cần đâm kim vào á các bạn cứ giống thẳng cho mình ở cái họa tiết giả đen bên dưới này nó sẽ có những cái khứa như thế này những cái rãnh ha thì mình sẽ đâm vào cái chân móc thẳng với lại cái rãnh á các bạn sẽ móc cho mình mũi chậm nha. chân đầu tiên nè sau đó rảnh thứ hai sẽ có cái chân thứ hai khi trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ có được một mũi giảm đầu tiên ha mũi giảm mình sẽ sử dụng mũi móc đơn tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp các cái mũi giảm nhớ đánh dấu vào chân của mũi giảm đầu tiên sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng cái rảnh tiếp theo nè cứ giống thẳng đến cái rãnh thì phía trên nó sẽ là cái chân móc đâm kim vào chân đầu tiên sau đó giữ nguyên vị trí này đến cái rãnh tiếp theo đâm kim vào chân thứ hai và kéo qua ba đường trên kim sau đó móc tương tự cho đến hết sau khi móc đến cuối thì tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân của mũi đầu tiên đó móc một mũi dời guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại ha móc lên một mũi móc xích Đến hàng móc thứ hai thì các bạn cũng móc cho mình liên tiếp các cái mũi giảm để cho cái phần đỉnh nó nó có cái độ bo nhỏ dần lại ha. Mình cứ móc thêm nhiều hàng móc mà mỗi hàng móc mình sẽ móc các cái mũi giảm liên tiếp. Đến hàng thứ hai thì mình đã có những cái chân móc cụ thể rồi ha. Cứ lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân móc liên tiếp, móc vào đó một mũi giảm nè. Nhớ mũi giảm mình móc chật tay lại chứ đừng có móc quá lỏng tay ha thì mũi móc của mình nó sẽ bị hở nhiều. Mũi giảm thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái khoảng trống này nè nó bo nhỏ dần lại và cái số mũi móc cuối cùng của cái hàng cuối cùng nó tầm khoảng 6 cho đến 8 mũi là được ha. Đối với size này mình sẽ dừng lại ở hàng móc thứ hai. Hàng móc này của mình nó sẽ có tổng cộng là 8 cái mũi giảm. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn đen vừa đủ dài. Xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Mình sẽ lần lượt đâm kim vào tám cái đường móc bên ngoài của tám chân mà mình vừa giảm này nè. Cứ đâm kim cho mình vào đường bên ngoài ha. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Đâm kim từ ngoài vào trong ha. Sau khi đâm vào hết 8 chân đó rồi thì cuốc lại cho cái đường khâu của mình nó khít lại nè Sau đó tạo một cuốc để mình cố định lại được cái đường khâu và giấu sợi len thừa vào bên trong các cái mũi móc Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái form nón bini như thế này Ở trên đỉnh thì nó sẽ chia thành nhiều nhánh nè những bạn nào mà không thích cái phần họa tiết này mình cũng có thể gắn thêm một cục bông ở bên trên ha, giúp cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công